vâng, đặc biệt cũng gửi tới toàn thể những anh trai xinh gái đẹp đang được vinh quang tối ngày hôm nay nha. Chúng ta vượt qua rồi. Thank you.
mình của chúng ta trong buổi tối ngày hôm nay. Chúng ta tất cả mọi người cùng vào giao lưu của chúng tôi trong buổi tối ngày hôm nay. Vâng, trước mắt chúng ta là một sân chơi.